Xin chào khán giả của chương trình tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Tôi tên là Lê Thanh Hòa, hiện đang là chủ của thương hiệu thời trang Lê Thanh Hòa. Năm 2016, Hòa trình diễn ở tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2016 với bộ sưu tập Military. Hòa may mắn được giới chuyên môn và cũng như khách hàng hay là các bạn celeb đón nhận và rất là yêu thích. Với lần trở lại này, bộ sưu tập Hòa mang đến vẫn là hình ảnh một cái người phụ nữ của Lê Thanh Hòa, rất là nữ tính, rất là nhẹ nhàng. Trong cái bộ sưu tập mới lần này, chất liệu được nhập từ Paris, từ Milan. Có một cái số chất liệu do Hòa tự xử lý để tạo nên những cái bề mặt rất là riêng biệt mà chỉ ở Lê Thanh Hòa mới có. Hòa hy vọng rằng sẽ tạo nên một cái trào lưu, tạo nên một cái làn sóng mới trong năm 2017. Danh xưng nhà thiết kế của các hoa hậu là do mọi người yêu mến dành tặng cho mình. Nhưng Hòa mong muốn những sản phẩm của Hòa đến với đa số các chị em phụ nữ nhiều hơn. Nàng thơ hay là cái người mẫu sẽ giữ cái vị trí chủ chốt là một cái điều bí mật. Hy vọng là cái điều bí mật này sẽ làm cho mọi người cảm thấy thích thú. Cũng gần đến cái ngày Hòa trình diễn bộ sưu tập, Hòa hy vọng rằng mọi người sẽ chờ đón và yêu thích cái bộ sưu tập lần này của Hòa.